Ok, chào tất cả em chờ kênh DHG của miền này. Trở lại với con game đấu la viêm thì cái bây giờ mình sẽ hướng em kỹ năng ngày 21. Ở này của mình chơi server 4. Ngày hôm nay mình đánh cái con bốt nhện này vừa hay đủ 20 cái nguyên liệu để mình săn cái hồn thú nha em ơi. Mình nhớ con bỉ bỉ là mình đánh đến level 8 này. Cái con kình ý, thì mình đánh đến level 12 nha, vừa tròn 20 cái luôn anh em ơi. Đây 20 cái là sẽ mở khóa con cá mập này nha. Ok anh em ơi, mở khóa thành công này. Cái nó không cho mình xem cái con tiếp theo nhỉ? Được, mình quay lại nhá. Ok nhá, mình vào quẩy luôn em ơi. Lực chiến đề cử 15 triệu. Mới ngày hôm nay thì mình vẫn chưa đi cái hồn thú à đâu. Ngày hôm nay có ai mời mình lên tận 581 này. Mình nhớ mình chỉ đi đến 560 thôi. Đây cầu viện hôm nay mình vẫn chưa đi nhá. Đây mình mời cầu viện đánh cho chắc ăn đi. Lập đội này 9k7 này. À đây có bạn 11k6 nhá. Ok em ơi. Đây chắc là quay xong video mình sẽ farm 10 lần con này. Đây cái team mình hiện tại thì vẫn chưa thể chết nhở. Rồi xem con bot nó đêm cái team mình như nào nhá. Quả đêm AoE cũng hơi căng ấy. Đấy em không? Thấm không? Nếu mà mình đánh mà lực chiến chắc rất là khó nhá. Vì nó tung kill gái mà gần chết cái con đêm chính của mình rồi. Ok nhá mày, 14k5 này. Mình đánh trên level 12 con kình nhớ chỉ được có 14k5 thôi em ơi. Để mình sẽ quét tầm một chục cái đi. 16k này, 26k, ui ngon thế em ơi, được một cái 26k rồi. Mắc là 26k3 mà ra 26k là cực kỳ ngon luôn anh em ơi. 25k này, 24k bởi này, ok đủ rồi anh em ơi. 24, ôi, mình quét hên thế nhở, toàn 24k mới 25k thôi. Đấy rất là ngon nhá, đây, cái con nhện này mình đánh đến level 8 anh em ơi. Còn kỳ mình đánh đến level 12. Lúc đầu mình cứ nghĩ là chắc phải tầm 2-3 tháng thì mình mới đủ 20 cái nguyên liệu ấy để mình đánh cái con cá mập đấy. Nhưng mà khá hên nhá, nó ra thêm một cái con bỉ bỉ nữa. Bốt bỉ bỉ ở sale mình ý, thì nó ra vào ngày 19. Cái này mình không rõ là tính theo ngày hay theo tuần. Nếu mà nó tính theo tuần, anh em mà mở server vào chủ nhật thì nó sẽ nhanh hơn. Đây 14k5 level 12. Còn một đoạn nữa ngày mai mình mới qua. Bây giờ mình vào thay hồn hoàn đi. Ngày hôm nay thì mình đã làm cái video tối ưu cái hồn hoàn tướng mà không cần phải lưng level đấy. Anh em chú ý nhá. Đặc này của mình lưng tất cả các con lên level 90 rồi ấy. Nên là nó không cần cái mẹo đấy. Giờ nếu có chắc chỉ dồn mấy con lên level 100 thôi. Nhưng mà giờ lên ấy thì mình bị tạch cái tuần tra lên chắc mình sẽ không nhá. Mình cứ để full tất cả 90. Mình lưng dần từng con lên 100 vội. Đây đầu tiên là con tú huyết này. Hôm nay được thêm một con nữa. Lên 5 sao rồi. Tuần sau kiếm thêm một con nữa ở trong tiệm là lên 6 sao nha em ơi. Cái con tứ huyết 6 sao nó là một đẳng cấp khác em ơi, tăng 20% sát thương độc vân này. Không như thế nhá, tỷ lệ tăng sát thương trúng độc tăng thêm 12%. Đấy em thấy không? Rất là ngon luôn. Đâu mình thay cái hoàn hoàn nhá. Đây anh em thấy con cáp ngon không? Cái con cuối 550 đấy anh em ơi. Bản thân tăng 4735 tấn công, duy trì 5 giây. Đây mình xem thay nào bây giờ nhỉ? Cái này bản thân tăng hộ tuấn, bỏ qua này đi. Đây mình sẽ đeo con cá mập nha. Tấn công bản thân tăng 339. Trong đội tồn tại một đồng đội hiệu quả tăng thêm 50%. Hai con là tăng 309, 4 con tức là 660. 660 cộng với 340 ấy, 1000 em ơi, rất là ngoan luôn. Đây nó có 26k5 ở tăng thêm 1000 tấn công lúc đầu, rất là thấm luôn anh em ạ. Đây quẩy luôn này. Đây con này đa số các hoàn này nó đều là trên 22k5. Đây con gấu rồi 26k5 luôn này anh em ơi, rất là ngon này. Chắc là ngày mai mình sẽ farm cái hồn hoàn tiếp em ơi. Cố gắng lên tầm 700-800 nó khỏe. Đây con này mình sẽ thay cái địa vương hạt nhá. 25-5 rất là ngon luôn. Thêm gần 1000 tấn công. Cái con bỉ bỉ này thì nó cũng cần tấn công em ơi. Tại vì nó có cái nội tại thứ 9 em ơi. Đây 25-5 tiếp này. Khá là ngon luôn. Đây cái kỹ năng 9 của nó. Nó tăng toàn bộ beta tấn công bằng 2% lực công của bỉ đông. Con này mình đang cố gắng cho full tấn công này em ơi. Trang bị này, xem có cần phải cường hóa lên không. Con này vẫn chưa có trang bị cam mấy tím dày nhở. À đây có rồi. Cái này mình không để ý em ơi. Đây ok anh em, tím 2 sao luôn này. Lưng level luôn. 2 sao thì lưng được lên level 9 phải nhở. À đâu 8 thôi, 3 sao mới lên được 9. Ok em ơi, 8 nhá. Tăng thêm khá nhiều công này, 1000 công. Hiện tại công của nó là 5700. Thiên phú mình chưa lưng này. Đây thêm 5 cái thiên phú nữa. Thiên phú mấy con độc này em cứ lưng full dòng đầu tiên cho mình. Đây thức tỉnh luôn này. Bây giờ mình đang dùng cái con đới bạch lên 100 em ơi. Ứ mình lên 100 rồi, giờ đến cái con đới. Còn nhiều em bảo là
Vì sao mà chưa thức tỉnh thần vị mà đã lên được level 101 đó? Cái này nó không có liên quan đến thần vị em ơi, nó không có liên quan đến thần vị. Thần vị thì em chỉ tăng thêm chỉ số thôi. Đây như mình kích hoạt thì nó sẽ tăng thêm toàn độc tính 5% ấy, nó không có liên quan đến level. Level là khi anh em lên level 100 tất cả con ấy thì em vào cái vó hồn điện này. Rồi em lưng level nhá. Đây nó sẽ có chỗ lưng ở đây. Đây này đã lên gần 500 xu này. Xem ngay bậc tiếp theo nào. Còn thiếu 4 5 xu nữa. Đây mình vẫn còn thừa một ô này. Cho ăn gì vào bây giờ nhỉ? Chắc mình sẽ cho hai con tanker vào đây. Đây, cho con triệu vô cực vào. Chắc là ngày kia là mình sẽ mở thêm một ô lứa. Mở ô trong ngoài chủ yếu là anh em đánh hay phe thôi. Nhưng mà hiện tại các này mình không chăm nên vẫn chưa ăn được phe. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa mình mới ăn được nhá. À quên. Anh em chú ý nhá, một ngày em cứ đầu tư 80 kim cương vào trong này cho mình. Mua 5 lần cho mình nhá. Anh em đừng tiết kiệm cái này. Cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì không cần không nên tiết kiệm em ơi. Cái này nó rất là quan trọng, nó tăng thêm khá là nhiều chỉ số này. Không những chỉ số tấn công HP, nó còn tăng thêm cả chính xác này, né tránh các thứ em ơi, rất là cần thiết cho game này. Tuy mới nghe rằng bảo kích hay mấy chính xác nó không tăng nhiều chiến, nhưng mà nó tăng mạnh về chất nha em ơi. Nên em chú ý nhá. Một ngày đầu tư 80 kim cương, 10 ngày là 800, tức là một tháng em chỉ tốn có 2400 kim cương thôi. Mà cái con game này kim cương em kiếm rất là nhiều luôn. Mở anh em mở hên ra tàn 5-6 sao còn ngon hơn nữa. Đây dương kiến tạo này. Đã thế ở cái phe mình còn được thêm cả cái dương kiến tạo nữa. Còn phe mà anh em không ăn được thánh ấy, thì vẫn chú ý anh em khai thác cho mình nhá. Một ngày có 3 lần khai thác đấy. 30 biệt ngay mà. Thường thường cái khai thác đấy sẽ là 30. Còn cái đánh nhau thì mới được nhiều. 70. Ôi 30 tiếp à. Hy vọng ra cái đánh nhau đi. Cái đấy lại thu tập xui ghê nhở. Nếu mà nó ra cái đánh nhau quyết chiến ấy thì nó sẽ được nhiều hơn rất là nhiều. Đây tại ở cái C4 mình ấy thì cái tinh na nó khỏe hơn. Ơ khoan á. Mình nhớ ở cái C25 tinh na nó cũng khỏe hơn. Nhưng mà ở cái C25 ấy, cái bên thiên đế nó thảm hơn rất nhiều ấy. Vì mình nhớ là có hai bạn top 1 hay top 2 ấy nghỉ rồi. Bên tinh na, bên C25 giờ mình rất là thảm nhé. Đây cái tinh túc phe em ơi. Đây kháng bạo tăng này, thanh long chính xác tăng này, chú tước bạo kích xuyên thấu tăng này, huyền vũ lé tránh tăng này đeo. Cái lé tránh lúc đầu em thấy có vẻ cùi nha, nhưng mà về sau anh em có hai con Angon ấy thì nó lại không cùi đâu ơi, nó lại ngon đấy, chú ý cho mình nhá. Lên anh em mà không đầu tư này, sau anh em sẽ bị toạt về chất đấy. Mặc dù lực chiến anh em hơn ấy, nhưng mà anh em Pega sẽ yếu hơn rất là nhiều. Lên chú ý cho mình cái này. Chuẩn bị sắp tới mình làm thêm con game nữa lên là chắc ạc mình sẽ không chăm được. Chắc tầm nửa tháng nữa mình mới chăm lại ạc em ơi. Đây nhiệm vụ vẫn chưa làm xong này. Nhận hết luôn này. À có cái nhiệm vụ tuần em ơi. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ cố gắng làm full nhiệm vụ tuần. Còn cái tiệm mua hai lần này à? Được xem có gì mua nhỉ? Cái tiệm này em chú ý nhá. Hồn cốt hay là trang bị cam kể cả nó ưu đãi anh em cũng không được mua nhá. Đây mặc dù cái hồn cốt này dòng nó cực kỳ ngon luôn. Khi chiến đấu sinh lực tăng thêm 3%. Bội xuất sát thương bạo kích này lúc nào có mình sẽ thay dòng khác này. Có cái dòng cuối là ngon thôi anh em ơi. À mà quên giờ mình cũng không có bằng mua nhá. Kể cả có mình không mua đâu. Mấy cái này anh em mua ở trong cái tiệm dịch vực mấy cái đấu la ký cho mình nhá. Hạc này của mình thì cũng đã tích được 69 cái x1 này và 5 cái x7 rồi. Đây chi mộ thường này chắc sau mình sẽ để mồi ấy, mình sẽ không quay nhá. Sau nó ra cái chi mộ đặc biệt mình mồi nhá. Mồi chắc mình sẽ thử quay tầm 2-3 lần ấy. Nếu mà nó không ra con tướng cao thì mình chi mộ đặc biệt. Đây gác này của mình ấy, thì đấu hồn vẫn là 19, giờ mình sẽ không đi. Cộng với cái server này của mình ấy, rất là vắng luôn em ơi. Đây, mới có 381/19 thôi. Mở cái server 5 nó chậm chục ngày mà nó đã gần 1 triệu rồi. Cái siêu này mình khéo khi bậc 6 mình sẽ xả đấy anh em ơi. Nếu mà không có gì thay đổi. À khoan á. Càng ghê nhờ chắc em tích khá nhiều này. Top 1 4k này. Ở cái server mình ấy. Cái bậc 5 top 1 tận gần chục k rồi nhá. Còn về cái tính điểm đấu hồn ấy. Thì mình đã nói trong cái video ngày 11 server 25 rồi đấy. Đây là này bị cánh này. Vẫn 17 chương cuối em ơi. Vẫn 17 chương cuối lại bằng với cái ạc kia. Ạc này mình vẫn chưa leo. Thì mình quét qua cái mỏ khoáng rồi quên. Được hai mảnh lam này, một cái lam luôn này. Đây cứ quét thì không mình hay quên lắm. Quên rất là phí nguyên liệu em ơi. Đây em full rồi này. Chắc mình sẽ quét mắc đi. Không chẳng may quên rất là phí nguyên liệu. À phúc lợi mình vừa lên 7 triệu rồi. Nhận cái phúc lợi 7 triệu chiến anh em ơi. 2000 kim cương nữa khá là ngon luôn. Bình 8 giờ này. Còn về cái hoạt động trồng cây ấy, chắc là mình sẽ làm cái mốc 900 anh em ơi. Đây đó là cái u gương bách thảo này. Một ngày lượt kết thúc. Đây 750/800 rồi, trồng xong 3 cây này ấy, là được 750. Ngày mai trồng thêm 2 cây lứa là đủ nhá.
chắc chắn là mình sẽ không trồng thừa, mình chỉ trồng đủ 800 điểm thôi. Ngày mai làm được cái dương trang bị ấy. À quên nhỉ, anh em chú ý cho mình cái dương trang bị nhá. Cái dương trang bị ấy, cái này thì nó cũng có mẹo của nó. Cái này nếu mà anh em mà có full một set trang bị cam ấy, thì anh em mở nó sẽ ra cái trang bị 2 sao ấy. Và chú ý nhá, anh em chỉ để cái con nó có set trang bị cam thôi. Anh em bỏ tất cả các con xuống. Đây ví dụ như cái con thứ nhất mình có full set không, mình đội hình ấy, mình sẽ tháo tất cả các con xuống để độc mình cái con thứ huyết. Mình mở dương thì nó sẽ ra 2 sao lên. Đấy, chú ý cho mình nhá. Ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở video ngày mai. Bye bye anh em.